hủ ở đây luôn á. My brother nè. My brother. Wow, yeah. Phải không? Thầy chú hủ. Dạ, ở đây sẽ đẹp trai không vậy? Có hủ. Fan của Trung hả? Em Út của Thành Đồng. Em Út của nào? Dạ mơ. Vậy chứ hôm nay chị ấy có tới không? Dạ, chị nào? Chị Thủy hả? Chị Thủy. Chị không biết nữa, chị không biết. Vậy à, em anh Lộc hả? Hello anh. Anh Khương. Em chào anh. Rồi chuẩn bị bung pháo ra nè quý vị. Để coi bữa nay ai ở đâu đây. Ngày hôm hôm entertainment the ông video với lại là video specially. Ồ thì ra là anh của anh Hổ ha. Con chào bác. Bác khỏe ha. Con biết anh Hổ lâu, bữa nay biết anh Hổ là em của anh Lộc. Nào đi vô coi cái chỗ của Lộc Trần đây coi địa chỉ nè quý vị. 804 số điện thoại kia 7148937938. Trong khu gì đây? Trong khu gì đây? Chợ Mỹ. Wow. Đây có kinh sách của thầy Thích Minh Tánh nữa nè quý vị. Đó, live stream luôn. Wow, có bán đồ cổ nữa hả anh? Có luôn. Wow, mấy đồ cổ này là vô giá nha, đầu tượng Phật đẹp lắm nè quý vị. Wow. Ủa có chú Nguyên Hà nữa. Có, Nguyên Hà là thân danh đó mà, Nguyên Hà. Có chú Nguyên Hà nữa nè nha, chú Nguyên Hà. Đó. Wow. Có ra ăn quay đốt máu mua lưng không? Dạ có chứ. Anh gọi người nha, chuẩn bị mừng ông cơm nha. Để coi hôm nay có cái bán cái gì đây, bán trà. Rồi, không sao. Rồi. Bây giờ vẫn chuẩn bị. À có lắc kim on đi nè quý vị. Anh có bán lắc kim on đi. Ở đây không mày không ở trong nó rồi. Chết lắc cái này. Cứng luôn nha. Có bán cái gì đây? Cơm cháy trà bông, tôm khô cũng bán luôn, cái gì cũng bán luôn. Chuẩn bị champagne nè. Cá bán nước mắm luôn. Cái gì đây? Đó. Mấy cái thuốc bổ. Dầu xanh nữa quý vị, bán dầu giá xanh nữa nè. Các anh chị cô chú ở cái ban khác mà muốn mua thì mua ở đây, gọi điện cho anh Lộc Trần ha. Dầu giá xanh, dầu giá trắng. Dầu giá xanh bao nhiêu một hộp nha anh? 6 mấy đồng một hộp. Cái gây quỹ gì đây nè, xin giúp xây dựng nhà thờ đắc mút trên đất, chắc là đắc nông đắc đồ á, đắc nông đắc lát đồ đó. Ở đây anh cũng gây quỹ. Cái gì anh cũng bán hết. Coi bên này là cái gì đây? Ô nồi cơm nè quý vị, nồi cơm 3 cúp tí xíu siêu. Nồi cơm. Để lát nữa khi vô khi coi cái nồi cơm nhỏ nhỏ này. Dạ cái gì cũng bán. Hồi hôm thím vui không? Bác thì vui không? Dạ. Hồi hôm ông Trung thắng bác có vui không? Hồi hôm vui, bác ngủ ngon không? Ở nhà cầu nguyện quá. Vậy đó. Cầu nguyện cho ông Trung thắng. Vậy đó hả? Dạ. Dân lọc ly sĩ cho 200 đồng đó. Vậy đó hả? Sướng quá vậy. Nhờ công đức cầu nguyện cho ông Trung. Dạ. Đi, vậy rồi hôm bác ngủ có ngon nghe không? Ông Trung thắng cho bác ngủ ngon không? Ngon. Ngon hả? Ngon. Nhiều người không mừng quá ngủ không được. Đúng rồi, đúng rồi. Nghe mặt ngoài đẹp gái. Bác biết con YouTube. Dạ. Dạ. Để con quay sơ sơ cái này, khi nào anh đốt pháo con đi ra. Đốt pháo là cái gì vậy? Ủng hộ ông Trump, chúc mừng ông Trump đó. Chúc mừng ông Trump về nhà. Ông có mời ông tới đây không vậy? Dạ có. Ông ở trong tim của mọi người ở đây. Anh ở đây luôn đi, cổ đang, cổ YouTube nè, cổ quay. Dạ. Chú có ủng hộ ông Trump không chú? Dĩ nhiên là không. Dĩ nhiên là không vậy, chú ở trong đây. cũng tùy mọi người thôi, có người thích có người không. Ok, để ra coi pháo hoa pháo. Nhau quay chờ anh cái. Chờ anh kéo dài. Nè, ở ngoài đang rộn ràng đấy mọi người ơi. Đúng rồi, bác
phải đóng cửa. Bỏ hơi cảnh sát quét tơ thấy mặt em trên Facebook nói thằng này đốt pháo rồi. Wow, pháo này là mấy bao nhiêu mét đi anh? Cái này là tính theo viên hả anh? Bao nhiêu cái này 16.000 viên. Cái này là mình mừng đón ra cơm nhau quý vị. Vậy hả? Mừng ông tái đắc cử. Tái đắc cử hả? Đó, có anh Trọng nè. Anh Trọng sức mạnh con tê giác, anh sẽ quyết cách khui chim hen nữa. Yeah. Anh biết cách khui chim hen nữa quý vị. Để gần để dọc con khu lên phía tạp cho đây phải là đúng rồi. Trời lớn luôn, đủ mấy chiếc này chơi cho ăn thua rồi đủ. Phi tạ. À, được người mẫu viên Phi tạ ăn đây. Dạ. Hoa hậu. Cảm ơn Phi tạ. Dạ. Chúc ra ga nha. Anh Cương, chúc anh. Đợi em xíu. Đây người đẹp nha. Anh Khương chủ nhật tới văn phòng chú chơi chiều tối. Anh Khương đang chữa cho đám anh chú muốn quay muốn không nhưng mà chiều tối chủ nhật là bên chỗ chú ca nhạc. Dạ, ngày chủ nhật là 10 giờ đến 5 giờ. Anh Khương dạ. Vậy đó hả? Ngày chủ nhật đó hả? Dạ. Anh Cương có 5-6 người, anh Cương đang chuyển cho Quang. Vậy đó hả? Cương đang chữa bệnh cho anh Quang. Thấy tốt hơn không anh Quang? Khỏe hơn không? Khỏe cũng được. Dạ. Thấy trước mắt là thấy có duyên trước cái đã. Có duyên trước cái đã dạ. Có duyên được gặp anh Cương với gặp được Phi Phi là có duyên. Dạ. Anh đội lên đi, anh đội mũ đi cho thấy đỏ rực. Đội mũ của Maga. Đội mũ của người mẫu Phi Phi ta tặng nha các bạn. Dạ hoa hậu chứ không phải người mẫu. Mẫu là rất cao. Chưa cao. Rồi con Lộc làm gì đây? Anh Lộc đang kéo pháo ra để mừng trôm. Ông tái đắc cử khỏe vang luôn. Dạ thắng vĩ vang, thắng áp đảo luôn. Áp đảo luôn. Đó. Rồi anh Lộc với anh Quang đúng không? Quang Lộc nha. Anh Quang cái gì muốn nói với mọi người không? À coi như là nói chung là bữa nay cảm xúc của anh
À, bữa nay là anh Lộc anh mời ra tham dự lễ chiến thắng của tổng thống nhà ta. Nên chúc mừng là đốt pháo ăn mừng. Rượu champagne, khui champagne rồi. Khui champagne nữa. Nên mọi người tới đây ăn mừng đúng 11 giờ là coi như là khai trương. Nhưng mà 10 giờ rưỡi là coi như là đã có mặt đông đủ mọi người rồi. Là coi như người mẫu hoa hậu Phi Phi Thảo. Em đứng đây đặt chụp hình với anh. Đây đứng chụp hình với anh. Hoa hậu đứng đây, với anh đi. Chữa đi Phi. Đây là em chụp cái này em cầm giùm ơi. Dạ, Phi vô giữa. Rồi. Phi đâu rồi? Phi vô giữa đó. Rồi, coi chưa? Dạ. Đó. Rồi. Coi vô các bạn nào giới thiệu lắp lên. Chưa. Rồi. Dạ, ăn giao cho em trai Phi vô. Phi là vô đó, cầm chơi. Gì? Anh Cương quay nó, quay đi, Yeah. Quay lên. Nó cho mượn cái mũ đội cái đi cho nó đẹp đôi hơn cái. Còn ở trong xe đấy chứ. Mà chạy ra chạy vô. Xin vô. Không, đưa anh Cương làm cho. Em cầm hai cái nè. Em cầm. Yeah.
con lắm. Mời qua hậu uống nè. Rồi mời qua hậu đứng nè. Thank you.
luôn em. Quá vui luôn. Quá vui luôn. Làm ăn rất là. Chụp ảnh đó, chụp ảnh đó. Nhớ đừng có chụp ảnh nắm mình. Rồi, đứng vô chụp tấm hình nè. Thôi anh đứng dưới mà chụp ngoài chụp vô. Chụp ngoài chụp vô tiệm coi. Thấy có ai chụp không? Đúng rồi. Rồi. Đúng rồi. Ừ, tắt đi rồi chụp qua đây đi. Chụp chắc có hình tắt. Rồi, vậy chứ ra. Rồi. Đây. Rồi, giúp ta. Người đẹp thôi. Chắc chắn thôi. Hay quá. Thank you, beautiful. Ăn đu đủ hả? Ừ, chú bán đu đủ hả? Cái này nhà chú trồng hay là sao? Mua ở San Diego. Mua ở San Diego hả? Chú mua chú bán lại. Nhà chú ở đâu? Ở Gran Ro. Chú nhà Gran Ro. Chú có nhà cửa. Vâng. Ờ, hay quá. Kìa, có người tới mua kìa. Mua, đã mua. Dạ. Con quê Việt Nam đâu? Con dân miền Trung nè. Khách tới mua kìa, ủng hộ ủng hộ đây. Miền Trung luôn nha, Nha Trang nha. Dạ, Nha Trang miền Trung quê tôi rồi, Nha Trang đồng hương rồi. Rồi, Nha Trang đồng hương rồi. Rồi, mua ủng hộ đi, đâu đủ nhiêu. Mua ủng hộ anh nha, 10 đồng 7 hả? 10 đồng. 10 đồng 7 mua ủng hộ nè. Ừ. Ngày nào chú cũng bán ở đây? Thứ 2 ngày. Thứ 2, cả ngày nghỉ nữa. Đồng hương nha. Đó, rồi mọi người mua ủng hộ nha. Đây nè, sát bên cạnh ngay chỗ lộc cần đó quý vị. Đây là được người mẫu Phi Phi quay nha. Dạ. Đó, mọi người tới mua ủng hộ chú nghe cá bơ nè. Ô, bơ nhỏ nhỏ này ngon nè quý vị. Cảm ơn. Ok. Đó, bơ này ngon nè. Bơ nhỏ nhỏ đụng với lại đu đủ. Bye bye anh Lộc. Dạ, à, bye bye anh Cương. Ok. Ok, dạ rồi. Thank you ha. Dạ, là ngày nào chú cũng bán đây, chỉ thứ hai chú nghỉ thôi. Nhưng mà nhà chú ở Gran Ro. Gran Ro. Harbor Work Winter. Vậy đó hả? Ờ, chú ở một mình hay chú ở với ai? Ở với cousin. Chú với cousin vậy thì cũng ok. Rồi chú bán nó kiếm cũng kiếm thêm. Chú mua đi bán lại. Ngày chú kiếm được nhiêu? Mấy chục. Mấy chục hả? Ok chú, rồi chú bán đắt nha. Mọi người ơi, bên cạnh chỗ Lộc Trần nè. Bên này là chỗ Nhân Đức Hạnh bán chay đó. Còn còn bên này là chỗ lẩu nướng Lục Vị Quán đó, vị thì có một chú bán trái cây mua đi bán lại, chú rất là dễ thương. Mà chú bán từ mấy giờ đến mấy giờ? 7:30 tới 4 giờ. 4 giờ chiều. Rồi. Chú đứng ở đây luôn. Rồi, đứng đây luôn. Mọi người tới ủng hộ cho chú nghe quý vị. Ông để giòn là gặp khác. Vậy là chú cũng đang ở với lơ cơ rồi của chú. Chú có nhà ở quý vị. Rồi mọi người ủng hộ chú nha. Hello anh. Cảm ơn nha, Phi Phi. Dạ, anh mời chú. Mấy đồng vậy anh? Dạ, 10 đồng. 10 đồng. Ủng hộ. Ủng hộ. Ủng hộ. Ủng hộ. Ủng hộ. Đu đủ, đây là gọi là đu đủ của Hawaii nè. Hawaii. À, đu đủ Hawaii nè, coi như là coi như mua ủng hộ đồng hương nè. Mua ủng hộ, dạ. Mà được người mẫu coi như là coi như tham gia nha, được người mẫu quay nha. Dạ. Ủng hộ mà. Vô quay. Ồ, vô đó anh em tất tay sáng rồi. Ok. Gửi qua cho em với. Rồi. Ừ. Để đi chụp hình nha. Ừ. Chụp xong rồi chừng hồi rửa cho em thôi. Bây giờ phải đang nói về đồ pháo. Đây đứng chụp chị bé vậy. Chắc không cái máy luôn. Chắc rồi. Chắc rồi hư cái máy luôn. Chờ con tí xíu. Đang order công vụ phải không? Dạ, về thứ bảy lấy. Về thứ bảy nha. Dạ rồi. Order okay. Công vụ đó chiều thứ bảy. Rồi quý vị, hôm nay Phi Phi đi quay đốt pháo ở ngay chỗ cái tiệm Lộc Trần của anh Lộc này.
mọi người anh là phim mới biết, nhưng và phim cũng mới biết luôn là anh của anh Hữu. Biết anh Hữu lâu rồi quý vị. Và cô người bác mà mặc áo đặc rằng kia là má của anh Lộc với là anh Hữu luôn, rồi bên kia là anh Quang. Dạ rồi. Quang gặp được người mẫu Phi Phi nha. Cảm ơn các bạn nha. Dạ rồi. Nhớ ủng hộ cho người mẫu nha. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Rồi, thì buổi đấu phá hôm nay cũng rất là vui. Mấy anh tới đây chơi thì Phi cũng tới chơi. Tại vì trên tinh thần là sáng nay thấy rất là hân hoan, cho nên tới đây đấu phá thì thấy rất là vui. Giống như là ngày Tết quý vị. Ok, chào mừng ông Trump, Tổng thống Trump đã trở lại với chúng ta. Và đất nước Mỹ cũng như thế giới hùng cường và bình an trở lại. Rồi, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Bye bye. Bye bye. Và trong này thì quay cái tiệm của anh Lộc Trần cho quý vị xem. Ủa, mấy cái đèn này là anh bán luôn hay là Sao lên? Ờ, cái không phải cái đèn. Cái nồi cơm nhỏ nhỏ này dễ thương quá nè. Yeah. Ba cúp à. Cái này hàng của nước nào anh? Đa số là của Nhật chứ của Trung Quốc. Đài Loan. Cái nhỏ này là của nước nào anh? Của Nhật luôn. Của Nhật. À, đây, Nhật à, mấy cái nồi nhỏ nhỏ để lát nữa một vòng Phi coi. Đó, Phi quay cho quý vị xem ở trong này nó chung là cho bác tâm điện. Hôm nay vui quá. Hôm nay Donald Trump thắng gặp lại bạn bè. Khắp nơi. Dạ. Hôm nay em gái tới chơi vui quá. Khách hàng tới. Dạ, khách hàng tới nữa mà Phi cũng có lọc nữa, cái người đặt cơm rượu rồi đó quý vị. Trời. Nhớ cho anh, không có gì hết đó. Đó, cơm rượu rồi bán yến xào Khánh Hòa nữa nè quý vị, bán đủ thứ hết luôn. Có mọi người tới ủng hộ bán cả gia vị nữa nè nha. Để Phi coi có gia vị gì đây. Bán cả mấy cái gói gia vị này luôn. Khẩu trang. Mấy cái bình nước. Đó. À, cho mấy cái karaoke nữa nè, phải không? Cái dạ, có karaoke rồi có cái mấy cái công vụ được biết em làm công vụ ngon quá. Anh dạ. Order liền, tại vì anh hảo công vụ lắm. Dạ. À, dạ, cuối tuần này em có cơm rượu gừng nghệ ăn cho nó ấm. Ồ, mấy cái đầu tượng Phật đẹp quá. Đó. Ờ, ai thỉnh thì tới đây thỉnh nha quý vị, số phone là Phi đọc lại rồi đó. Rất là đẹp, rất là đẹp. Đó. Anh bán cả giày nữa nè nha, không thấy giá. Vui quá chừng vui luôn. Đây là chắc cái chỗ làm việc của ảnh. Thờ tượng Phật. Thờ tượng Phật rất là nhiều, chứng tỏ là ảnh là cái người Phật giáo. Nhưng mà ổng gây quỹ cho cái nhà thờ nào. Bán giày dép nữa nè quý vị. Đó, mọi người thử tham quan một chuyến vào chỗ Lộc Trần sát bên cái gì Nhân Đức Hạnh, chỗ bán chay đó quý vị. Cái gì cũng bán hết. Ăn mừng của champagne nữa. Dạ, chú Miên Hà. Vui. Đó, rồi Phi quay cho quý vị xem. Cô chú anh chị tới đó. Đây ủng hộ hàng nha. Có hai con tỳ hưu nữa nè. Mấy cái vòng đeo tay cũng có luôn. Khơi champagne. Ủa, ngon quá trời. Ủa sao nhiều máy vậy anh? Nhiều, anh gửi tiền hết anh. À, anh gửi tiền đúng. À, ở đây có gửi tiền nữa. Dạ. Anh Lộc ở đây cũng có gửi tiền vào Việt Nam, phí bao nhiêu vậy anh? Dạ, 100 có đồng rưỡi anh. 100 có đồng rưỡi à. Thì mọi người gửi tiền thì tới đây gửi tiền về Việt Nam nha quý vị. Gửi trong ngày nhận đúng không anh? Trong ngày nhận luôn em. Dạ rồi. Trong ngày luôn. Anh đọc ngay số phone luôn. 714-552-1782. Dạ. 714-552-1782. Nhưng mà em nghĩ là khi mà gửi tiền có thể tới thẳng đây cũng được rồi. Không đúng cần rồi, gọi tới anh thì dạ. Đọc địa chỉ giúp em. À, 8534 Westminster Boulevard. Trong cái thành khu. Thành phố City Westminster luôn. Trong cái khu. Trong cái khu Seafood Paradise. Dạ. Hay cho chợ Stella Porter á. Dạ. Không phải chợ khu ngã tư đường lớn lắm. Dạ. Khu này rộng rãi. Dạ đúng rồi. Rất là vui. Anh Ngọc cảm ơn em rất nhiều. Ghé cùng mừng sự tái đắc cử của Tổng thống Donald Trump. Dạ. Rồi bây giờ mọi việc bắt đầu tiếp tục một cuộc hành trình mới. Dạ. Ủa mấy cái này là hồi đó anh làm chương trình gì đây? Anh làm chương trình hội ngộ đồng hương quận 4 Sài Gòn của anh. Ở Sài Gòn đó, hay là ở đây? Anh làm ở đây nhưng mà hội ngộ đồng hương. Ok, rồi. Năm anh vẫn làm. Rồi. Thì Phi quay một vòng cái shop của anh Lộc Trần cho mọi người xem ha. Rồi chú hỏi con là chi vậy? Hỏi cho biết hả? Rồi sáng nay chú bán đồ hết chưa? Chưa.
chưa bán đi chứ. Mà chú vô đây chú chơi. Vâng. Vậy hả? Con hy vọng là con quay lên này rồi mọi người đi chợ này ghé mua trái cây của chú bán. Ngoài đu đủ với lại là trái bơ chú còn bán trái có gì nữa? Mãng cầu. Chú mua đi chú bán lại. Dạ chú bán cái này bao nhiêu lâu rồi? Là 7 năm rồi. Ồ 7 năm rồi. Mà chú đang ở với cousin. Có nhà cửa ở. Ồ hay quá. Rồi chú mua ở đâu? Mua ở San Diego. Rồi chạy xuống đó mua rồi chạy lên đây bán mỗi ngày. Bán đằng nhiều lắm. Người ta bán cho chú hay là chú chạy xuống cái đó ở mua? Ở trường người ta bẻ ra ta bán. Ờ rồi chú mua lại ở đây rồi chú bán ở đây. Dạ. Ok chú bơ San Diego ngon lắm quý vị. Chúc chú mua may bán đắt nha. Giờ bây giờ là mọi chú tên gì chú? Sơn. Chú Sơn, chú có muốn xe với số phone người ta tới ta mua chú không? Không khỏi. Khỏi. Dạ thì trong khu chợ nghĩa là sát bên Lộc Trần á quý vị thì tới đây quý vị mua đồ của anh Lộc Trần quý vị qua ủng hộ đồ của chú nha, bán từ 7 giờ rưỡi đến 4 giờ chiều. Phải không chú? Mọi người ủng hộ chú tội nghiệp. Lớn tuổi nhưng mà vẫn bán kiếm thêm tiền, kiếm thêm thu nhập đó quý vị. Rồi, ở đây quý vị nhớ Phi thích cái nồi nhỏ nhỏ này nè, ở đây cũng có bán nè, Phi đang coi. Còn cái đây cũng nhỏ xíu nữa nè quý vị. Đây nữa nè. Đó, thích cái gì cũng nhỏ nhỏ như chơi đồ hàng vậy á. Thì Phi đang coi mấy cái này. Đó, nồi lớn, nồi nhỏ gì cũng có quý vị. Luôn anh Minh. Ừ. Anh đang Minh đạp Mục Sư Minh đó. Ô Mục Sư vậy? Đâu phải Mục Sư. Không phải Mục Sư đâu. Trời ơi, trời ơi. Anh Minh, Mục Sư vậy. Anh Minh, anh Minh dễ thương, anh Minh đẹp trai đó. Anh Minh đẹp trai đó. Anh Minh đẹp trai ủng hộ ông Trâm ha. Anh mấy đồng coi cũng lên phục luôn. Ừ. Mấy đồng coi. Vậy à? Dạ đồng coi bên em cũng lên theo. Vậy đó. Dạ lên quá chừng luôn. Lên từ hôm Trâm thắng là bắt đầu lên quá chừng mấy đồng coi đó. Hay quá. Thật ra mấy thương gia với hội đoàn mà tôn giáo là ủng hộ trong phái đấy. Dạ. Cái buổi lễ gì mà mấy vị mục sư cầu nguyện cho ông Trâm thấy rồi, quá thương quá ha. Thánh hội thánh mười hoa mình cũng ai cũng hội với. Trời ơi xúc động. Thấy rất là xúc động. Ông đọc cái bài diễn văn mà thắng cử ai cũng mời. Ai cũng thương đó. Thấy ông vất vả quá, người ta thì không vất vả mà ông quá vất vả. Con cháu hồi đó mà thấy con cháu lên hết trơn, con cháu lên hết. Cái ngày cuối cùng ông đi tới 2 giờ sáng ông nội, tới 2-3 giờ sáng. Mà ông thực ra ông đâu có cần tổng thống nữa đâu, ông đã là tổng thống rồi, rồi. Ông ghi danh ông là tổng thống nhưng mà ông vẫn làm nữa, ông vì ông biết ông vì đất nước, ông vì thế giới. Nói này. Ông vì người mà thấy thương là đó. ông phải cực quá nhiều. Dạ. Ra coi phóng viên hả? Dạ, ra livestream chơi đó. Livestream chơi đó vui lắm á, mọi người đã coi anh em mình. Cái tên gì? À Hoa hậu Phi Hoa hậu Phi Phi. Hoa hậu ơi dễ thương lắm á, đẹp lắm á. Hoa hậu thật dễ thương cái trắng rồi, vừa đẹp dễ thương. Dạ, cái nụ cười á. Ta cười vậy đó. Anh Lộc tối chủ nhật nghe chỗ chú có chỗ đó ca hát rồi đó anh mời dạ, chơi. Anh mời mấy chú anh rồi tới chơi. Thái ca là qua chỗ Phi đi với anh đi anh chơi qua chỗ chú Cang á. Chỗ căn phòng của anh Cang á có chỗ chú Cang á. Chủ nhật chiều tối chủ nhật đây ở đó chơi với mấy anh qua chơi. Mừng tổng thống. Ngay chỗ là Seafood World. Ngay chỗ mặt Phải Đình. Khu trong khu chợ Sài Gòn City mất cực lấy. Đúng rồi. Khu chợ Sài Gòn City mất cực lấy. Hồi nãy có cái chị cái gì đặt cơm rượu mà miss điện thoại rồi chị có gọi hỏi thì xin số phone em cho số phone. Cơm rượu ngon lắm em đặt một cơm rượu. Dạ. Rồi trong nhà chú mới quên luôn á hả? Dạ. Không riêng. Cái office trong cái khu đó. À được rồi. Kế trong cái khu bác sĩ Thô Bát trong giỏ. Dạ đúng rồi. Ok dạ. Tên gì? Tên gì đó coi tên gì. Phải cái cửa tiệm cái chỗ đó. Dạ Kissimmee lên tầng trên phòng 201. Ờ trên lầu hả? Dạ dạ dạ. Bây giờ thì chắc là khoảng 6-7 giờ gì đó là ở đó bắt đầu chơi ca hát và mừng ông Trâm. Dạ. Okay. Anh có thời gian thì qua chơi. Dạ. Dạ. Okay. Rồi quý vị. Anh cái gì đừng có đừng chơi đây rồi. Anh phải chạy rồi. Dạ, rồi chú đi. Okay. Rồi con chào chú. Dạ con chào chú. Về hỏi ngay chứ. Dạ dạ. Chúc mừng luôn nha. Tối hôm qua chú Nguyên Hà nói cái gì với ông? Dạ dạ rồi. Vui quá trời vui. Ok chú đi nha. Dạ chú đi. Rồi. Đi. Đen nè. Dạ bye bye cô. Phi xin kính chào quý cô chú bác và quý anh chị em. Thưa quý vị, hôm nay Phi giới thiệu đến quý vị một sản phẩm đó là Nano Collagen Chai Peptide Chibi. Đa số ngoài thị trường, quý vị sẽ bắt gặp Collagen Peptide với phân tử lớn từ 30 cho đến 100 acid amin
Nhưng riêng nano collagen chai peptide chibi chỉ có 3 acid amin mà thôi, đó là phân tử nhỏ và có kết cấu bền vững nhất. Đây là một nghiên cứu mới trong ngành làm đẹp của Nhật Bản. Vì là phân tử nhỏ cho nên rất dễ dàng hấp thụ từ miệng ra da của chúng ta rất là gần, mà không cần phải đợi vào trong bao tử để có acid phân hủy như là collagen peptide. Với hương vị nhẹ nhàng, dễ dàng kết hợp với tất cả các thức uống của quý vị, nó có mùi vị giống như là rong biển. Bột nano collagen chai peptide chibi được làm từ cá. Khi Phi Phi uống hộp đầu tiên thì Phi Phi thấy sự thay đổi rất rõ rệt trên làn da của Phi Phi, như là độ căng, săn chắc của làn da, độ bóng và độ mịn, sáng của làn da của mình. Tuy nhiên, tùy vào cơ địa của mỗi người sẽ có sự thay đổi theo thời gian khác nhau. Nếu collagen peptide quý vị uống từ 10 cho đến 15 gram thì nano collagen chai peptide quý vị chỉ uống từ 4 cho đến 5 gram mà thôi, sẽ không làm cho quý vị ớn. Tại Nhật, nano collagen chai peptide được yêu cầu chăm sóc các vận động viên bị tổn thương và trong ngành làm đẹp của Nhật Bản. Có rất nhiều giấy tờ nghiên cứu về sản phẩm nano collagen chai peptide chibi này. Hãy uống nano collagen chai peptide chibi để trẻ, khỏe, đẹp mỗi ngày cùng với Phi Phi nhé. Quý vị có thể gọi điện cho Phi Phi 714-426-9088 để được tư vấn. Nếu quý vị mua 5 hộp, quý vị sẽ được tặng 1 hộp như thế này, thì với 6 hộp quý vị uống được 6 tháng. Chúng ta có thể vào website fifihomeshopping.net để tham khảo thêm nhiều sản phẩm nữa nhé. Phi giới thiệu đến quý vị một sản phẩm mới. Đây là dòng latex mà Phi Phi mang định hình lại cái vòng eo của mình khi mà Phi Phi thi hoa hậu nha. Bây giờ Phi Phi sẽ hướng dẫn các bạn cách mang latex. Quý vị nắm vào hai cái cạnh dưới của cái latex, quý vị đưa lên cái vòng eo nhỏ nhất của mình. Quý vị gắn cái móc thứ 3 hoặc thứ 4 trước nha. Rồi gắn xuống, được chưa? Quý vị kéo xuống một tí xíu, rồi tiếp tục móc vô. Rồi nếu nó lên cao rồi quý vị kéo xuống. Rồi, quý vị kéo nó xuống. Đây là dòng latex mà Phi Phi rất là yêu thích. Dòng latex này nó có 25 xương, phần bụng dưới á, không có xương sườn, cho nên là chúng ta dễ bị sồ ra. Thứ nhất là vì chúng ta xanh nở, cho nên là cái phần da của mình nó nhiều, cho nên nó đổ ra ngoài. 25 xương này thay thế cho những cái xương sườn của chúng ta, ôm gọn hết cái vùng bụng dưới của các bạn luôn. Thiết kế của cái latex này các bạn thấy không? Nó ôm xuống cái này, nó ôm xuống như thế này. Đó, cho nên là nó gọn, nó ôm trọn cái mông của mình. Hai bên này nó ôm cho nên là nó cũng giúp cho cái việc nâng đỡ cái vùng bụng dưới của mình nó tốt hơn. Ở cái phần dưới này nè, quý vị thấy là nó cũng ôm nè, nó có cái độ cong nè, nó cong và nó ôm vào trong người của mình. Cho nên là chính vì cái độ cong này nó mới ôm được, nó nâng được cái vùng bụng dưới của mình nó xách lên. Các bạn thấy nè, thấy không? Nó có hai hàng dây cong này giúp cho nâng cái vùng bụng dưới lên mạnh hơn, hiệu quả nó sẽ cao hơn. Ôm rất là gọn cái vòng lưng của mình. Mỗi buổi sáng thức dậy sau khi đi vệ sinh, bụng của các bạn còn nhỏ thì các bạn nên siết định hình bụng ngay từ lúc đó. Cái bao tử mà nó không bị ép lại, mỡ nó cũng ép lại, nên khi mình ăn mình có cảm giác no liền. Đó cũng là một trong những yếu tố mà nó giúp cho chúng ta giảm cân. Các bạn cứ mang cho đến khi nào các bạn cảm thấy khó chịu thì các bạn tháo ra cho nó thật là thoải mái. Mang được càng nhiều càng tốt, chắc chắn rằng vòng bụng của các bạn sẽ nhỏ lại. Bên cạnh đó các bạn có thể sử dụng thêm thuốc giảm cân của Phi Phi nha. Phi Phi quay một vòng cho các bạn xem lại ha. Đây này nó không cấn vào ngực của mình đâu, kiểu như này nó ôm gọn hết, để nâng siết rất là tốt. Nó không có bị đùn cái mỡ sau lưng mà nó lại hỗ trợ cái xương sống của mình cũng rất là tốt. Gọi điện cho số điện thoại bên dưới cho Phi Phi nha. Chúc quý vị thật mạnh khỏe và xinh đẹp. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại, bye bye. Sau khi quý vị mặc belly shaping latex thì quý vị kết hợp mặc slimming body suit để giúp giữ dáng thon thả đẹp suốt cả ngày, giúp che phần mỡ sau lưng một cách hoàn hảo và đẩy nâng ngực một cách gợi cảm, dễ dàng đi vệ sinh, thích hợp mặc bên trong áo dài và áo đầm trong những buổi dạ tiệc và lễ hội. I am 21 years old and I go to Cal State Long Beach. I'm studying business communication and this is actually my last semester, so I'm graduating in May. Recently I just took the 3 tablets for M. I actually heard about it through one of my Asian friends through Set Home Shopping. So that's how I got introduced to the product, and I recently, about a month ago, just tried it for the first time and I'm very pleased with the results. I was very surprised at the results. I knew
I didn't really know what to expect, but since it is all natural, that's why I was willing to try it. I like things that are natural, not having chemicals or anything, especially when you're putting it in that sensitive area. So I tried it, and after the first day, obviously, there was like some discharge coming out, which I expected from reading about the product. The second day was about the same thing, and by the third day, it was almost like a slush of just the lining coming out of the vaginal canal. So it took, once I took the three tablets, it took about, I would say, a week for everything to just flush out, and I'm very satisfied with the results. I would recommend it to anybody, not just my personal friends. I think it could be useful for anybody of any age group. It's good for younger people, older people. I know it's very helpful for people who have had babies or have gone through menopause. Because the main results that I experience is it tightens, and then it gets rid of any odor that may be there. And the biggest thing I noticed was actually the sensitivity. That was the best part. Là Vi Đặng và năm nay Vi 26 tuổi. Hôm nay Vi muốn giới thiệu đến các bạn gái và các chị em phụ nữ một loại thuốc cực kỳ hữu dụng. Thuốc em, thuốc được làm từ 100% thảo dược và Vi đã sử dụng được 2 lần, mỗi lần cách nhau 3 tháng. Thuốc là dạng viên đặc và âm đạo và giúp cho bạn gái chúng mình ngăn ngừa các bệnh phụ khoa như là viêm, ngứa, nấm và đặc biệt là huyết trắng, và các bệnh phụ khoa này hình như các bạn nào cũng đã từng gặp phải. Và bên cạnh đó em còn có một tác dụng chính nữa, đó là giúp cho thay đổi hình dạng và kích thước của âm đạo, giúp cho các bạn gái sẽ tự tin hơn và tăng hưng phấn hơn trong việc quan hệ tình dục.